Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị, câu chuyện tình Tây Tư ở xứ Sở La Phong vẫn đa diễn ra một cái cách bế tắc, không có cái lối thoát nào. Có thể giải quyết câu chuyện tình này kết thúc một cách nhanh chóng hơn, bởi vì hiện tại như các bạn đã biết, Tám Trang đang nâm vào trong cái tình trạng bị bệnh thường đối nặng. Trong khi đó thì uh, các bạn cũng biết gia đình bên phía gia đình nhà Hùng vẫn đang phản đối quyết liệt cái vấn đề của sinh viên Hùng uh, vẫn muốn lấy tám trang làm vợ trong video trước mình đã tâm sự cái cuộc điện thoại nói chuyện giữa mình và mẹ của sinh viên Hùng là bà Dung đến từ Việt Nam và trong cái quan điểm uh, của gia đình nhà sinh viên Hùng thì vẫn không nhất trí để cho con trai của mình lấy tám trang đây là điều cũng dễ hiểu thôi bởi vì uh, tất cả mọi người có thể đặt đặt cái cương vị mình là cha mẹ của sinh viên Hùng thì sẽ hiểu được lý do tại sao mà bà Dung và cả dòng họ Vũ không không muốn cho cho Hùng lấy Tám Trang về cái điều này thì chúng ta có thể nói sau bởi vì chỉ có khi nào Tám Trang khỏi bệnh thì câu chuyện đó mới có thể tiếp diễn lại bắt đầu còn hiện tại chúng ta đang lo no lắng rất nhiều về cái cách chữa bệnh của Tám Trang trong câu chuyện này thì vẫn phân ra làm hai cái hướng cái hướng thứ nhất là các bác sĩ đang chữa bệnh uh, theo cái cách tây y còn trong khi đó thì bác sĩ trần và mẹ của tám trang lại đang muốn đi theo chữa theo cái cách như là theo cách duy tâm uh, để uh, đưa tám trang lên thác nước lê Đà. vâng trong cái câu chuyện này thì mình xin đọc hai cái lời bình luận này uh, nó đối lập nhau một một bà đã 75 tuổi uh, không đưa ra tên tuổi của mình có nói như thế này Anh chủ kênh ơi, năm nay tôi đã 70 năm tuổi rồi Tôi thấy tình hình mẹ Tám Trang đưa ra phương pháp Bắc cầu đưa các linh hồn từ dưới thác nước Liagada lên trên bờ tôi cũng đồng ý với lòng tốt của mẹ Tám Trang nhưng làm việc này không đơn giản phải mời thầy giỏi với số tiền không phải là nhỏ đâu nếu cô em mà có tâm thì những người chết ở thác nước đó người ta không phụ lòng gia đình nhà em lên làm không lên uh, thoái Chúc gia đình em mạnh khỏe hãy cố gắng lên Vâng sau đó sau cái lời bình luận này thì một bạn khác tên là Phùng Thị Mai đã nói rằng 10 hay là 100 năm uh, bà năm cũng không thể bắt cầu cho vong lên được mà nhiều vong như vậy thì cũng phải uh, có những pháp sư cao tay mới gọi họ lên được vì mỗi vong đều có 250 giới, có rất nhiều lực, rất mạnh, có phép. Các pháp sư mới gọi được, mà còn bà Lâm hai bàn tay trắng, không có Phật tử, cộng với mê tín nữa, thì làm sao đưa hồn lên được. Bà Lâm không tỉnh thì chỉ có đi vào chỗ chết. Vâng thưa các bạn, trong câu chuyện này thì mình nói rồi, mình vẫn không hiểu là bây giờ bà Lâm với bác sĩ Trần, cái chuyện này khả năng là không phải bác sĩ Trần mà do bà Lâm thôi là muốn làm cái cầu để mà bắc cái cầu để cho những cái vong hồn, thứ nhất là vong hồn của bà, bà Ngọc Trinh là vợ chưa cưới của bác sĩ Trần. Và có hàng ngàn vong hồn ở dưới thác nước này đã tự từ dưới thác nước này để đi lên trên bờ thì mục đích là đưa lên trên bờ để làm gì? À, ở đây mình hỏi câu hỏi đó thì mình không biết rằng các những cái vong hồn này mà khi mà được đưa từ dưới thác nước lên trên bờ rồi thì họ có phù hộ cho tám trang khỏi bệnh hay không đây là vấn đề chính đúng không ạ bởi vì mẹ tám trang đang muốn con gái của mình khỏi bệnh thì làm cái công việc này ý là đưa được những linh hồn oan uổng ở đó lên trên bờ thì sẽ phù hộ giúp cho con gái mình khỏi bệnh không biết có phải là ý nghĩ của bà lam như vậy hay không bản thân mình thì chưa được nói chuyện trực tiếp với bà lam bao giờ và cũng không hiểu được cái ý của bà lâm trong vấn đề này bàn bạc với bác sĩ trần là tại sao này làm như vậy trước đây khi mà bà lâm chưa từ việt nam sang thì bác sĩ trần chỉ muốn là đưa tám trang lên thác à, lên cái ngôi miếu đó thôi và cúng vong hồn của, của bà ngọc trinh thôi mình lúc đó là chưa thấy bác sĩ trần nói rằng những oan hồn khác ở dưới ở dưới suối đó mà chỉ thấy bác sĩ trần nói rằng là cúng cái vong hồn của bà bà ngọc trinh thì trong chuyện này thật sự là mình không biết mình không hiểu lắm về đưa bắc cầu là đưa những cái vong này lên trên bờ để làm gì và theo như hai cái lời bình luận ở đây một bà đã 7 năm tuổi nói rằng là đưa những người này lên là rất là tốt thế nhưng có một bạn khác lại nói 100 năm sau thì bắc cầu này thì cũng không lên được bởi vì phải cần những pháp sư tao cay cao tay rồi lại phải có rất rất nhiều tiền nữa thì mình trong chuyện này thì mình bó tay bởi vì mình thấy chuyện này nó dính đến nó là sự mê tín chứ nó không phải là theo duy tâm nữa. Tất nhiên theo mình nghĩ một người đã duy, đã mê tín thì chắc chắn họ sẽ làm cho bằng được bởi vì không ai có thể nói được mà nhất là người ta có cái quyền ở đây là quyền làm cha làm mẹ trong khi đó tám trang đang à, đang ở cái tình trạng là bị bệnh thì rõ ràng là cha mẹ có quyền quyết định rồi đúng không ạ? Cho nên là nếu mà mình có gàn cũng không được đâu. Còn một vấn đề nữa mà mình không hiểu là là khi mà bắt cái cầu này từ dưới thác nước lên để đưa những vong hồn oan uổng chết oan uổng ở dưới thác nước này lên trên bờ thì khi đó không biết là có phải có mặt tám trang ở đó hay không hay là mẹ của tám trang chỉ cần đưa những thầy cúng và làm những cái lễ gì đó để đưa họ lên trên bờ thôi thì mình không biết nữa và đây chính là cái hướng mà bác sĩ Trần mà và cha mẹ của Tám Trang muốn làm để cứu giúp con gái. Còn cái hướng thứ hai là các bác sĩ đã quyết đã đưa ra cái phán quyết rằng là tám trang bị bệnh trầm cảm và đã đưa ra một cái quyết định mà mình thấy là sớm hơn theo cái suy nghĩ của mình. Có nghĩa là vào buổi chiều ngày hôm nay sau khi mình nói chuyện với mẹ của sinh viên hùng thì mình lại có một cuộc điện thoại khác đến từ đất nước mỹ và mình cũng có những cái uh, trong câu chuyện này cũng có những cái bàn luận đến uh, mình và người bạn ở bên mỹ đã có những cái lời để bàn luận cái hướng đi ở trong cái câu chuyện này thì ở đây thì chỉ là bàn luận và coi như là xem để tìm ra cái phương pháp là tốt hay thôi còn thật sự ra tất cả mọi người, mình cũng như tất cả quý khán thính giả chỉ là đưa ra những cái lời bình luận góp ý, còn thì cái phần quyết định thì là ở phía gia đình nhà người ta rồi. Thì trong cái thời gian lúc mình mà nói chuyện với người bạn của mình bên Mỹ thì chính cái thời điểm đó ở tại bệnh viện lại đang diễn ra một cái sự việc mà mình rất là chờ đợi cả 10 ngày nay. Có nghĩa là các bác sĩ đã cho sinh viên Hùng và tám trang gặp nhau. Sau khi sinh viên Hùng gặp Tám Trang trong vòng 15 phút rồi thì các bác sĩ lại thử nghiệm một cách khác là cho Tuấn vào gặp Tám Trang cũng khoảng 15 phút và sau đó là các bác sĩ đã uh, gặp riêng uh, sinh viên Hùng với lại cha mẹ của Tám Trang Theo thông tin của mình được biết thì khi mà sinh viên Hùng vào gặp Tám Trang thì Tám Trang cũng tỏ ra không vồn vã và cũng không lạnh nhạt, không quá lạnh nhạt có nghĩa cô gái này sau 1-2 phút thì đã nhận ra sinh viên Hùng Ờ, thì ở đây là hùng vẫn chưa có thể là hai cái tay của hùng ở bên này vẫn chưa khỏi các bạn ạ vẫn chưa có thể là co co lại được mà đưa hai tay ra để lắm đấy tám tám trang thì tám trang cũng đưa tay ra để lắm và khi hùng hỏi là có nhận ra anh không em có nhớ anh không thì tám trang nhìn một tí và gật đầu đại khái là nhận ra được sinh viên hùng nhưng không có những cái cử chỉ âu yếm như ngày xưa chẳng hạn như nếu nếu như người ta bình thường như là ngày xưa đúng không ạ mà gặp lại được người yêu như vậy thì có thể tám trang sẽ lao vào ôm sinh viên hùng nhưng ở đây thì không có những động thái như vậy đấy mà khi sinh viên hùng hỏi chuyện tám uh, trang thì tất cả là tám trang chỉ nhìn và gật đầu và sau đó lại nhìn ra một cái chỗ khác như là ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi nhìn về một cái cõi xa xăm nào đó có nghĩa cô gái này chắc chắn là 100% bị bệnh trầm cảm rồi và hầu như đối với tất cả mọi người đều ở một cái trạng thái rất bình thường, không có gì vồn vã, ngoài cái sự mà gặp đứa bé ra mà vồn vã thôi còn tất cả mọi người đều là như vậy. Và sau đó khi gặp mời sinh viên hùng 15 phút rồi thì cho cậu Tuấn kia vào gặp. Bởi vì trước đây trước lúc mà tám trang quyên sinh nhảy xuống dòng thác đó thì đã từng nói với Hùng là đây là người yêu mới đúng không ạ? Đại khái là giới thiệu với Hùng là người yêu mới. Ờ, thì các bạn biết là để cho hai người Để xem là phản ứng của Tám Trang như nào Thì ở đây thì coi như là với Cái người đàn ông tên là Tuấn này cũng vậy Tám Trang vẫn tỏ vẻ những cái cử chỉ thợ ơ Thì theo các bác sĩ Trong khoa học chữa theo cái cách phương của, của khoa học Là những người bị bệnh trầm cảm này Thì phải làm sao đó tiếp xúc với nhiều người bạn trai Đây là một cái có thể là một cái chìa khóa để cho mở ra để xem rằng là trong cái thời gian mà gặp nhiều bạn trai thì sẽ có những phản ứng nào trong với những cái người đàn ông đó. Trong câu chuyện này mình cũng rất đau buồn khi mà nghe kể lại rằng là khi mà Hùng gặp Tám Trang và hỏi Tám Trang thì thì Tám Trang không không vồn vã như ngày xưa và những lúc mà cô gái này nhìn qua cửa sổ đi về nhìn ánh mắt về một cái hướng xa xăm nào đó thì Hùng lúc đó đã coi như là đã khóc rất nhiều các bạn ạ. Hùng thương cảm cho người yêu của mình và nghĩ chắc là lúc đó Hùng đã nghĩ rằng chính mình là người có tội đã đưa Tám Trang sang bên đây và bây giờ đã khiến Tám Trang thì ở trở thành một người bị bệnh như này cho nên là cậu ta đã hối hận đại khái nó là như vậy cho nên là cậu ta đã khóc rất nhiều ở đây các bạn biết rằng là khi sinh bên Hùng nhỏ lệ thì các bạn biết rằng là tình yêu của cậu ta đối với Tám Trang như thế nào thì các bạn có thể tự hiểu ra và để chứng minh thêm cái điều này là các bác sĩ sau đó mới cho đứa bé con của tuấn trở vào gặp tám trang thì tám trang lại có những hành động vột vã ôm lấy đứa bé vuốt ve đứa bé như vậy có thể nói rằng là cái hình ảnh của đứa bé này đã quá in đậm trong trí nhớ của tám trang rồi ờ, thì ở đây các bác sĩ phân tích như các bạn biết rằng là ở ờ, những cái người bị bệnh trầm cảm họ rất sợ bị tổn thương đến bản thân mình và xa lánh những cái hầu như là xa lánh những mọi người đi họ chỉ gần gận những cái gì ví dụ như tám trang là gần gận đứa bé này và rất sợ những người khác làm tổn th tổn thương đến đứa bé cũng theo thông tin từ bệnh viện thì uh, sau khi và đã thử nghiệm cái cái bài toán này xong thì các bác sĩ đã gặp riêng coi như sinh viên hùng với cha mẹ của tám trang ở đây thì theo như mình được biết là các bác sĩ đã khẳng định rằng tám trang bị bệnh trầm cảm và khi mà chữa căn bệnh này thì là phải tính theo ít nhất để theo tháng theo năm chứ không phải là theo ngày các bạn nhé tức là nó rất là lâu dài và nếu chữa căn bệnh này thì các bác sĩ muốn hỏi xem cái ý kiến của hùng là như thế nào tức là uh, bây giờ chẳng hạn như là sinh viên hùng muốn lấy tám trang suốt đời bên tám trang thì các bác sĩ sẽ đưa ra một cái phương pháp trị liệu còn nếu phự, uh, nếu sinh viên Hùng và tám trang, tức là cậu này sẽ không chấp nhận một người yêu như vậy thì các bác sĩ sẽ đưa ra một cách trị liệu khác. Nguồn tin của mình không thông báo cho mình biết rằng là Hùng đã trả lời các bác sĩ như thế nào có nghĩa là bây giờ mình vẫn chưa biết là hùng sẽ quyết định là là sẽ lấy tám trang hay không bởi vì cậu ta vẫn giữ nguyên cái quan điểm rằng là uh, có thể sẽ bị tổn hại đến một trong hai người ví dụ như bây giờ cậu ta trả lời các bác sĩ là sẽ lấy tám trang chẳng hạn sẽ yêu tám trang sẽ đi bên cạnh tám trang cả cuộc đời chẳng hạn thì khi đó có thể sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng của bà ngân chính vì vậy mà cậu ta uh, cái, cái 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 câu trả lời của sinh viên hùng như thế nào mình cũng chưa được biết Ờ, trong cái vấn đề mà, mà Tám Trang bị bệnh này thì các bác sĩ khẳng định là nếu mà sinh viên Hùng uh, hoặc bất cứ người thân của Tám Trang uh, đi bên cạnh uh, tức là trong cái thời gian bị bệnh này mình nói đi bên cạnh là muốn là đi bên suốt cả cái thời gian bị bệnh để chữa bệnh cho Tám Trang thì phải yêu cầu phải chấp nhận tức là luôn luôn phải có mặt bên cạnh cô gái này bởi vì lý do là cái người bị bệnh này thì là lúc uh, À, chúng ta hình dung ra là nó thay đổi cái tư tưởng rất là nhanh có khi là lúc vui lúc buồn và có thể có những cái hành động tự làm hại bản thân mình ở đây các bác sĩ nói vậy là chúng ta hiểu rằng là những hành động mà có thể tự làm hại, hại bản thân mình có, là có nghĩa là có thể là uh, một lúc nào đó có thể tự tử chẳng hạn trên là chính vì vậy cái người mà muốn chữa bệnh cho tám trang lúc nào cũng phải có mặt để theo dõi cô gái này và nếu mà nói như vậy nếu mà sinh viên hùng mà đảm trách công việc này thì chắc chắn là cậu ta có thể bị bỏ học rồi đúng không các bạn? đó tức là sự nghiệp của cậu ta có thể là chấm dứt từ đây. À, bởi vì muốn chữa bệnh cho người yêu thì cậu ta phải luôn luôn ở bên cạnh người yêu thì làm sao có thể tiếp tục quay trở lại trường đi học đi hành được nữa? thì coi như là có thể mình nói là có thể thôi có nghĩa sự nghiệp sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị chấm dứt. đây là một cái bài toán rất là khó đối với sinh viên hùng các bác sĩ cũng hỏi hùng rõ ràng rằng là nếu cảm thấy quá sức thì phải rút lui ngay từ đầu chứ không lên coi như là bỏ rơi người ta giữ đường ví dụ như bây giờ đang chữa bệnh cho người ta mà ví dụ một hai tháng lại bỏ rơi chẳng hạn như một năm sau mới khỏi nhưng mà anh mới theo đuổi được một hai tháng anh đã bỏ rơi người ta thì như vậy là không tốt cho đến bệnh nhân bởi vì khi đó có thể là bệnh nhân lúc đó là cảm nhận là lúc nào cái con người đó cũng ở ngay cạnh mình rồi. Tự nhiên bây giờ ở với nhau được 2 tháng mà tự nhiên biến biến mất một cái chẳng hạn thì cái hình ảnh đó tự nhiên biến mất thì có lúc đó có thể phản tác dụng lại cái bệnh nhân có thể lại bị lên uh, bệnh nặng nhiều hơn. Chính vì vậy mà phải có một cái suy nghĩ trước thật kỹ càng rằng là nếu cảm thấy rằng là cái công việc này nó là quá sức của mình thì phải rút lui ngay từ đầu, không tham gia vào cái cách chữa bệnh đấy chẳng hạn lúc đó thì chẳng hạn như mẹ tám trang hoặc cha tám trang đưa về Việt Nam chẳng hạn đưa ra những cái phương pháp thế chẳng hạn và khi mình nghe cái câu chuyện nói như thế này thì thật sự rất rất là buồn bởi vì hầu như là không có cái hướng giải quyết à, nếu mà Hùng mà quyết tâm thì sẽ bỏ răng à, dở cái sự nghiệp mà nếu mà Hùng mà bỏ luôn từ đầu tức là cảm thấy nó quá sức thì tự nhiên là bỏ rơi một người mình yêu thương nhất đời tuy nhiên là mình cũng hy vọng một cái điều như này mình xin nhắc được là như thế này tất cả những cái điều gì các bác sĩ nói chỉ là một cái dự đoán thôi có rất nhiều những cái trường hợp có thể là không nói trước được uh, có nghĩa là ví dụ bụp một cái có thể người ta sẽ một vài ngày người ta lại khỏe trở lại chẳng hạn đó là có những cái trường hợp nó ngoại lệ như vậy nó không hoàn toàn nó gọi là phụ thuộc uh, uh, tức là không đi theo một quy trình nhất định nào đó biết đâu đó coi như theo mình nghĩ biết đâu đó chẳng hạn như là cái cô bé 8 tuổi kia làm có thể vài ngày có thể đổi hướng để cho tám trăng khỏe lại trở lại bình thường thì sao vì vậy tất cả phải thử nghiệm hết tức là ý của mình nó nói rằng có cái phương án nào đưa ra để chữa được bệnh thì tất cả phải thử nghiệm thì mới có thể là à, nói được ở đây à, từ trước đến giờ các bạn biết rằng mình cũng phản đối cái chuyện mê tín dị đoan nhưng mà trong chuyện này thì mình cũng thấy rằng nếu bác sĩ trần nói rằng là uh, kết hợp vừa đông y vừa tây y chẳng hạn như bác sĩ trần vẫn bắt mạch cho cô bé này uh, theo dõi bệnh tình của cô bé này và kết hợp với cái chuyện chẳng hạn như lên trên ngôi miếu kia uh, hoặc là đưa về nhà bác sĩ trần cúng bái chẳng hạn uh, mà khỏi được bệnh thì cũng phải thử nghiệm đúng không bởi vì nếu mà cứ để tình trạng như này thì khác nào là một người sống nhưng khác gì chết đâu cho nên là phải thử nghiệm các cách để mà chữa biết đâu là theo cái cách mà duy tâm theo kiểu của bác sĩ trần lại khỏi thì sao biết đâu theo cái cách của mẹ tám trang là muốn đưa những cái linh hồn chết oan uổng kia để đi lên trên bờ. Chẳng hạn như người ta làm một được một cái việc nó quá là lớn như vậy, nhiều phúc đức như vậy, thì những cái linh hồn đó lại cứu sống con gái của mình để cho con gái của mình khỏe, hết bệnh khỏe trở lại thì sao? Chính vì vậy mà đến khi nghe câu chuyện này xong rồi thì mình lại không dám phản đối cái vấn đề là là mẹ của tám trang muốn bắt cầu để coi như giúp những cái linh hồn oan uổng kia đi lên trên bờ mình chỉ không hiểu rằng là uh, tại sao phải đi lên trên bờ uh, lên trên bờ thì người ta có giúp được không hay là nếu người ta đã sống linh thiêng 40 năm 50 năm nay rồi ở dưới dòng thác đó mà họ linh thiêng thật sự thì có thể là họ ở dưới đó họ vẫn có thể cứu được tám trang chứ vẫn có thể là giúp tám trang được khỏe bệnh trở lại chứ vâng thưa quý vị và các bạn trong cái câu chuyện làm cách nào đó để cứu Tám Trang khỏi cái căn bệnh này thì ở đây mình rất bất ngờ tất nhiên là nó nó là um, nếu mà nói bất ngờ thì nó không quá chính xác nhưng ở đây không ai có thể là đoán được rằng một nhân tố mà người ta dám khẳng định rằng người ta sẽ chữa được khỏi cho Tám Trang đó chính là chàng trai tên là Tuấn các bạn ạ theo như mình biết mà cậu Tuấn đã xin nặng nặc gặp một các bác sĩ ở buổi chiều ngày hôm nay trong câu chuyện này thì cậu Tuấn muốn khẳng định rằng chính cậu ta và con gái của cậu ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Tám Trang. ở đây cậu ta nói rằng uh, trong uh, cái thời gian vừa qua tất cả mọi người theo dõi thì Tám Trang chỉ có yêu quý đứa con của cậu ấy thôi và bản thân cậu ấy là yêu Tám Trang hết lòng hết dạ từ cái tấm lòng chân tình chứ không phải là uh, theo cái cách nợ dụng như mọi người nói rằng ở uh, thấy Tám Trang đang bị bệnh như vậy mà uh, cậu này muốn tấn công để muốn lấy Tám Trang làm vợ. Ý của cậu ta nói khẳng định rằng cậu ta sẽ chữa bệnh cho Tám Trang bằng cách yêu thương Tám Trang suốt cả cuộc đời. Khi mà chẳng hạn như bây giờ là coi như Tám Trang là đi uh, đưa về nhà cậu ấy, sống với đứa con của cậu ấy và tất cả trong những thời gian nào cậu ta cũng sẽ ở bên cạnh cô gái này. Nếu một ngày nào đó Tám Trang chưa khỏi bệnh thì Tuấn sẽ không bao giờ rời xa Tám Trang. Đấy, cậu ta nói là như vậy. Thì. Uh, các bác sĩ ở đây cũng rất là bàng hoàng khi mà nghe Tuấn uh, đã nói như vậy thì rõ ràng rằng các bạn thấy xem trong cái câu chuyện này thì rõ ràng là không ai có cái phương hướng nào để giúp tám trang có thể là uh, là là khỏi bệnh một cái cách khả quan nhất, có nghĩa là không ai dám nói đưa ra một cách khả quan nhất, chỉ có mình Tuấn đưa ra cái ý này và mình thấy rằng nó cũng là đúng. Bây giờ các bác sĩ đã thử nghiệm rồi, đưa hết cả cha mẹ của tám trang đến rồi, cả hùng đến rồi cả tuấn đến rồi tất cả mọi người có như tám trang đều tỏ ra bình thường thờ ơ đúng không lạnh nhạt nhưng chỉ có đứa bé đó thì tám trang vồn vã và lúc nào cũng cảm thấy yêu quý nó không muốn xa rời nó thì bây giờ chỉ có cách là tám trang sống gần với đứa bé đó thì bệnh tình sẽ dần dần nó sẽ đỡ đi đúng không ạ thì nếu mà muốn sống gần đứa bé thì chỉ có ở nhà tuấn thôi còn cậu Tuấn khẳng định là cậu ta sẽ uh, theo dõi tám trang và cứ như vậy và ở nhà cùng Tuấn đến bao giờ khỏi bệnh thì thôi. Còn cái chuyện cậu ta uh, khi mà tám trang khỏi bệnh, tám uh, trang quyết định lấy cậu ta hay không là do tám trang. Chữ ý của cậu Tuấn này cũng không có cái ý rằng là ô bây giờ phải lấy tôi thì tôi mới coi như cho ở hoặc là để chữa bệnh theo cái cách đó. Người ta hoàn toàn không có ý nghĩ vậy, ý nghĩ vậy chắc chắn rằng trước đó tuấn đã xem nhiều video đã thấy nhiều người nói rằng là tuấn là cái người lợi dụng khi thấy người ta bị bệnh đã tỏ ra thế nọ thế kia à, đó là một người không tốt sống theo kiểu chủ nghĩa cơ hội cho nên là chính cái cậu này đã muốn uh, chữa bệnh cho tám trang một cách đó đây cũng là một cái cách thể hiện rằng là uh, như các bạn biết trong ngày hôm qua uh, là có những cái chuyện mà uh, cậu tuấn này với một người bạn của tám trang là ngọc bích đã có những cái, cái uh, quan hệ với nhau đúng không ạ cậu tuấn cũng muốn chứng minh rằng là không có cái chuyện đó cho nên là sẽ muốn làm sao để các bác sĩ và gia đình nhà tám trang đồng ý theo cái cách chữa bệnh đó nếu các bác sĩ bảo nói phương pháp đó là ok thì cậu tuấn này muốn các bác sĩ nói chuyện với cha mẹ của tám trang để thuyết phục cha mẹ tám trang là làm theo cách đó bởi vì cậu ta biết rằng là cha mẹ của tám trang là không đồng ý rồi không có ý thích cậu này rồi đúng không ạ cho nên là cậu ta muốn gặp các bác sĩ để nhờ các bác sĩ nói chuyện là chỉ có cách đó thì con gái của của, của ông bà mới khỏi bệnh được. thì sau đó các bác sĩ đã gọi cha mẹ của Tám Trang vào phòng và ba mặt bàn lời với cậu Tuấn này và cũng đưa ra cái ý nghĩ như vậy thì thử xem là cha mẹ của Tám Trang có phản ứng như thế nào. thì ở đây mẹ của Tám Trang đã phản ứng rất dữ dội, bà ấy không tin rằng là cậu Tuấn này có thể chữa được bệnh cho cho con gái của mình và quan điểm của mẹ của Tám Trang là chỉ có đưa lên trên miếu của bác sĩ Trần ở nơi đó có nó có một cái không khí thanh tịnh đó, bởi vì bà đã lên đó rồi bà biết ở trên đó rất là thanh tịnh và rất hợp với cái chuyện là uh, một cái người mà không thích ồn ào là ở đó chữa bệnh và bà tin trong cái thế giới tâm linh là uh, vong hồn của uh, những người chết đó nhất là của bà ngọc trinh sẽ phù hộ để chữa bệnh cho con bà uh, bà cũng khẳng định rằng là trong thời gian ở đó thì bà sẽ ở đó suốt để chữa bệnh cho con gái không bỏ đi đâu còn với cậu Tuấn này thì làm sao có thể tin được ý của bà nói rằng bây giờ cậu ta ở ừ, yêu thương con gái tôi tôi thừa nhận nhưng bây giờ làm sao có thể coi con gái tôi có thể là hết ngày này qua tháng khác thế chẳng may trong lúc mà ông đang ngủ thì con gái tôi đi ra đường chẳng hạn như là nó lao vào ô tô thì làm sao lúc đó thì bắt đèn ai đây trên là uh, thực sự ra là không biết là uh, cha mẹ của của Tám Trang quyết định về sau có thay đổi cái quyết định này hay không nhưng trước mắt thì cha mẹ của Tám Trang phản đối cái ý này trong khi đó mình biết thêm một thông tin nữa là khi mà nghe uh, nghe được cái chuyện này thì sinh viên hùng không có phản ứng uh, thực sự ra các bạn cũng hiểu thôi làm sao bây giờ sinh viên hùng biết nói cái gì đây trước đó thì tám trang đã thừa nhận rằng là uh, tuấn là người yêu của mình lúc mà tuấn cả hùng gặp nhau trong bệnh viện lần đầu tiên đúng không ạ để đón ông năm, năm đi về cái uh, tức là xuất viện thì hai người đã có một cái cuộc gặp nhau ở đó rồi và đến khi cậu ta kiểm chứng và đến nhà hàng của Tuấn thì cũng được Tuấn thừa nhận là hai người đã yêu nhau. Cho nên là bây giờ sinh viên Hùng không biết là đưa ra một cái quyết định như thế nào hết. Bản thân mình thì không tin cái chuyện Hùng cứ để mặc như vậy. Chắc chắn là cậu ta đó có quyết định hoặc đang suy nghĩ chưa đưa ra quyết định mà thôi và có thể là cậu ta không muốn nói cho mọi ngọn mọi người biết bởi vì ở đây nó rất là nó còn liên quan tới cả bà Ngân nữa nhiều người bây giờ cứ lo lắng cho chữa bệnh cho tám trang quá nhưng mà không lại quên mất là hùng đang có đứa bé mà đứa bé này đang trong bụng mà ngân mà bà ngân lại nhiều tuổi đã hai lần bị động thai có nghĩa là rất nguy hiểm cho đứa con của cậu ta cậu ta đã mất đi một đứa con rồi đúng không ạ ừ, tám trang đã làm mất đi một đứa con rồi bây giờ cậu ta quyết định sai một cái lại phải trả giá một cái giá đắt nữa mà không có gì có thể là mua lại được cho nên là rõ ràng là cậu hùng là đang mình thấy rằng là cậu ta đang khó xử tất nhiên là không đến mức độ coi như là uh, mức độ rằng là phải đưa ra cái quyết định ngay lập tức bởi vì chuyện này mới là đang là bàn luận làm sao mà có thể quyết định ngay được vâng thưa các bạn cái câu chuyện này có lẽ là sẽ được bàn luận trong mấy ngày tới đây chắc chắn là gia đình nhà tám trang sinh viên hùng và cả chàng trai tên là tuấn cái nữa chắc chắn sẽ phải gặp nhau và đưa ra những cái bàn luận nhất định theo mình nghĩ rằng là sinh viên hùng sẽ không bỏ qua cái chuyện này là một nhưng cái vấn đề ở đây là mẹ của tám trang là rõ ràng là không nhất trí rồi và bà ấy đang muốn đi theo cái hướng đi của mình một khi các bác sĩ nói rằng là bó tay chẳng hạn thì bà ấy muốn đi theo cái hướng của mình sẽ là đưa tám trang lên thác lớp lê ra. và trong câu chuyện này thì có rất nhiều người phản đối dữ dội bởi vì mọi người hầu như thôi nhé hầu như mọi người đều cho rằng nếu tám trang lên đó thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm bởi vì cái thác nước quá gần đó và nơi này chính là nơi tám trang đã gieo mình xuống đó một lần rồi thì có thể sẽ tiếp tục có lần thứ hai một bạn tên là ngô thị thanh đã đưa ra một cái lời bình luận trong câu chuyện này như thế này xin hỏi cả thế giới rằng có bác sĩ nào đi cúng và chữa bệnh bắt mạch vào 12 giờ đêm nếu không phải là ca bệnh cấp cứu hay không? Hai là có bác sĩ nào cứ thích nghỉ là nghỉ, thích chạy đến bệnh viện nào thì chạy và xin hỏi gia đình bệnh nhân thấy chữa khỏi không? Thấy khỏi. Khi người ta muốn mang con người ta về Việt Nam để chữa, ông ta lại cố tình gàn và giữ không cho đi. Bác sĩ có quyền gì? Hả bác sĩ, hãy trả lời và minh chứng tất cả sự việc từ đầu đến giờ. Đi làm sao cho cộng đồng mạng toàn thế giới hiểu và kéo về lấy 50 trên 50% đi chứ? 100 trên 5 thì ai tin họ là con bệnh Một khi không chữa được thì người ta có quyền thay viện khác Làm sao cứ cố tình níu kéo họ Chết thì ông có lấy mạng của ông ra đền được không hả bác sĩ Từ bé đến giờ chưa thấy ở đâu có ông bác sĩ đặc biệt này Còn riêng cháu Hùng nếu gia đình họ cố tình không nghe lời khuyên của cả thế giới Thì cháu cứ kệ vì cháu nhiều lần cũng toàn tâm toàn ý Mà không nghe thì mặc Hãy tránh xa và đừng để ai đó mời ăn uống và bắt tay bắt chân. Nói chung không ở gần thì cả thì cá uh, cả mẹ cá sẽ bị vào lưới đó. Chúc cho ba người luôn sáng suốt và tỉnh ngộ, cứ liệm Phật Quan Âm Bồ Tát người khác cứu độ cho nhé và các bác sĩ bên bệnh viện đang chữa cho con bác Tuấn có triển vọng tốt. Bây giờ mà đưa lên miếu độc thì lại về mo rồi kéo cả hùng lên đó rồi không trước thì sau cũng cả đội năn xuống vách đá mà chết nên nói hùng cháu hãy ngộ đi khỏi bệnh viện lên học ra trường trang được cháu còn tuấn và đội ngũ bác sĩ đang tìm ra nguyên nhân thì sáng tỏ thôi vì sao vợ ông lâm tự sang đột ngột đến nỗi cả chồng con cũng không biết thì cả thế giới hiểu rằng con cờ cuối cùng để cố bắt buộc Tám trang lên núi, bà vợ ông Nam ơi, bà có biết rằng nếu bà cố tình theo ý đồ đó, bà có biết bà đang giết con bà từ từ không hả bà? Hãy ngộ và tỉnh đi, nhưng cứ như răng mới môi thì tỉnh làm sao được. Vâng, cảm ơn bạn Ngô Thị Thanh rất rất nhiều thật sự là lời bình luận của bạn cũng hơi hơi dườm già một chút, tức là cái câu văn nó không được rõ nghĩa lắm, nhưng mà các bạn cũng có thể hiểu được đúng không ạ? Bạn ấy khuyên là khuyên bà lâm vợ chồng ông năm tỉnh ngộ đi, uh, bởi vì đây là âm mưu của bác sĩ trần, bạn ấy nói vậy như vậy. Tại sao mà bác sĩ trần bụp mà phát kéo vợ ông lâm sang và khi người ta đang muốn đưa về trên cái bệnh viện dưới này thì ông bác sĩ cứ giữ lấy và giữ lấy ở trên thác nước lia ra đại khái là bạn ấy uh, nghĩ rằng đây tất cả là cái âm mưu của bác sĩ Trần mà thôi. Chúng ta hãy gạt cái chuyện bác sĩ Trần ra mà chúng ta muốn ở đây muốn nói là làm cách nào để chữa bệnh cho Tám Trang thì bạn ấy nói rằng là nếu mà đưa Tám Trang đến đây á, bạn Ngô Thị Thanh nói rằng là thì không những mình Tám Trang mà còn nhiều người khác bị khổ lụy trong cái vấn đề này và cái chuyện mà ở đây là một cái hành động là có thể là giết chết Tám Trang chứ không phải là chữa bệnh cho Tám Trang nữa có nghĩa là bạn ấy phản đối cái cách để mà bác sĩ Trần đưa tám trang lên đó à, bà bà mẹ của tám trang đưa tám trang lên đó thì đây chính là cái hướng mà điều mà rất nhiều người không muốn nhưng hiện tại thì các bạn biết rằng là đây đang là cái hướng cái hướng nó khoảng 80 phần trăm mẹ của tám trang sẽ đưa tám trang lên đó rồi bởi vì các bác sĩ đã đưa ra cái quyết định rằng là bây giờ là tám trang bị trầm cảm đúng không ạ và phải có người trông nom và trông nom cái điều này là phải đi theo tám trang cận kề nếu không muốn cô gái này chết thì phải luôn luôn túc trực bên cô gái này mà cái bệnh tình này có thể là theo tháng theo năm chứ không phải là ít nhất để theo tháng còn nếu không kéo dài có thể là theo năm chứ không phải theo ngày thì ở đây tám trang bị bệnh trầm cảm thì vì mắc bệnh vì cái căn bệnh, căn bệnh lụy tình thì phải là có người tình ý của các bác sĩ nói rõ nó là như vậy bởi vì Hùng là người yêu của Tám Trang thì là Hùng sẽ phải theo sát cái vấn đề này. Đó, còn đi theo một hướng khác là cô bé kia cũng có thể là một cái lý do để có thể Tám Trang tỉnh tỉnh táo trở lại. Nó có hai hướng thôi. Còn thì gia đình đâu có tác động lớn trong cái chuyện này đâu, chỉ có Hùng là một và cô bé kia là hai. Đó là cái ý của bác sĩ nói là như vậy. Nhưng các bác sĩ không muốn đưa ra một cái quyết định bởi vì nó liên quan tới cả cuộc đời của sinh viên Hùng đôi khi người ta nói rằng là nếu cảm thấy quá sức thì hãy rút nuôi, rút nuôi ngay từ đầu có nghĩa ý của các bác sĩ vẫn khuyên hùng rằng là nếu mà con không no được là cả đời của cô gái này thì con phải biết đường trước là rút lui bởi khi đã vào cuộc rồi thì không thể rút ra được khi vào cuộc rồi đang chữa bệnh cái tám trang mấy tháng rồi mà tám trang lúc nào cũng thấy sự xuất hiện của hùng ở bên cạnh rồi mà tự nhiên hùng biến mất thì lúc đó cô gái này trở bệnh nặng hơn trên ở đây sinh viên hùng phải đưa ra một cái quyết định một cái quyết định này rất là quan trọng trong cuộc đời của cả hai người chứ không phải chuyện đơn giản mà có khi nó liên quan tới cả bốn người bốn người ở đây là ai là hùng tám trang hai mẹ con bảo ngân nữa đó chứ không phải là riêng một mình bản thân hùng hùng không đâu trên là nhiều người nghĩ rằng là chỉ nghĩ chẳng hạn như phía gia đình nhà hùng chỉ nghĩ đến bản thân hùng thôi nhưng lại không nghĩ tới cái chẳng hạn như là uh, là tám trang đúng không ạ mà nếu mà sinh viên Hùng chỉ nghĩ đến 8 trang thôi Thì mọi người phải hiểu rằng là Cậu ta còn phải nghĩ tới cả mẹ con của bà Ngân nữa Chứ không phải riêng một mình 8 trang Vâng thưa quý vị và các bạn Video của mình hôm nay xin tạm dừng ở tại đây Mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của các bạn Đã quan tâm và theo dõi